Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bốn chuyên học sinh. Đây là hiệp thi đấu thứ hai của trận chung kết. Tại giải này thì trên 30 tuổi các bạn. Tranh cúp câu lạc bộ V Sport lần 2 tại Gò Dầu. Đây là điểm đầu tiên cho phía bên Trọng Chim. Bóng của Dũng Lai ra ngoài, điểm một đều. Bên Trọng Chim thì nắng lắm thức ơi. Vẫn còn dứt điểm ngay. Rất tiếc là pha dứt điểm vừa rồi của Thanh Nhàn cũng đi ra ngoài các bạn. Điểm chơi bên Trọng Chim 2-1. Đền của V-Sport thì bên phải là Thanh Nhàn, giữa là thầy Giáo Bảo, trái Tính Chung và chuyền hai là Khánh Lùng các bạn. Trời ơi, chết Tuấn An tôi rồi. Chạm cán ra ngoài. Điểm chủ nhà 2 đều. Quá trời rồi. Hơi choáng nhẹ rồi các bạn ơi. Phía bên đội hình của Trọng Chim thì có Dũng Lai, Minh Râu, Đông Truyền 2, Trọng Chim và Tuấn An các bạn. Điểm 2 đều. Rồi vẫn công dành cho V-Sport. Và đây vẫn là Thanh Nhàn. Tình huống đánh bóng chạm tay trắng ra ngoài của Thanh Nhàn. Điểm 3-2. Không phải giải U30 lên đây. Có nghĩa là trên 30 á, còn U30 là dưới mà. Trời quá gọn cho pha dứt điểm vừa rồi bên Minh Râu mà. Điểm 3 đều. Đường đi gọn hơ luôn. Mình tỷ số 3 đều. Không được rồi. Vừa rồi là tình huống tình huống Tuấn An chớp bóng nhanh khi mà Khánh Lùng không theo kịp pha bóng vừa rồi các bạn. Điểm 4-3. Và pha bóng khó chịu của Dũng Lại. 5-3 cho Trọng Chim. Và phát bóng của Dũng Lại khó chịu lắm các bạn. Độ nguy hiểm cho dàn máy quay bên đây rất cao nha. Thành Nhàn. Qua bò. Đánh bóng tốt. Điểm cho đội nhà 4-5. Điểm 4-5 nha các bạn. Tưởng An. Đánh bóng tốt. Điểm đầu tiên. Đánh bóng tốt của Tưởng An. Điểm cái đầu tiên 7-4. Điểm 7-4 nha các bạn. Nóng quá mình lấy cái sò lên cho cái trên máy quay xíu. Và dứt điểm tốt của Đánh bóng tốt. Điểm cho đội nhà 5-7. Điểm 5-7 nha các bạn. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm chơi bên Trọng Chim 8-5. Cách biệt 3 điểm nha các bạn. Bóng giặt lưới khó chịu nha các bạn. 9-5. Nghe đồn khán giả nói vậy là mộ binh á. 9-5. Oh,
tốt quá em ơi. Bóng lột trắng của anh kia luôn các bạn ơi. Điểm cho V-Sport 6 trên. Điểm cho chủ nhà 6 trên. Điểm 6 trên mọi người. Đến bóng không qua lưới. Điểm cho chủ nhà 7. Quá đáng tiếc cho vừa rồi Tấn An đánh bóng không qua lưới rồi. Và điểm không qua lưới của Tấn An. Và điểm số hiện tại là 7-9. Sáu bóng không qua lưới. Điểm cho Trọng Chiêm 17. Điểm 17 cho bên Trọng Chiêm nha các bạn. Sợ ngửi rồi dầu bồ đồn quá nhiều ơi. Đánh bóng tốt, điểm cho chủ nhà 8-10. Và điểm tốt của Thanh Nhàn. Trung ngang tỷ số là 8-10 các bạn. Cách biệt 2 điểm. Tiếp tục mọi người. Điểm số hiện tại là 8-10 phía bên V-Sport sau là phát bóng. Quá im rồi. Tuấn An. Quá gọn các bạn. Thật ra điểm tốt của Tuấn An. 11-8. Điểm chơi bên team của Trọng Chiêm các bạn. 11-8. Vẫn còn. Anh bóng tốt. Điểm cho chủ nhà 9-11. Điểm chơi bên V-Sport các bạn 9-11. Thành công 10-11 nha các bạn. Cách biệt bây giờ chỉ còn là 1 điểm thôi. Một điểm nha các bạn. Cách biệt 1 điểm. Mình gấu trên chành cành rồi. Điểm 12-10. 12-10. Thôi chịu rồi nha. Quá im rồi. Ai đây? Thanh Nhàn. Không được rồi. Vàng trắng của phía bên Trọng Chiêm rất cao. Trọng bóng chưa rồi. Điểm 13-10. Phía bên đội V-Sport xin hỏi ý nha các bạn. Tiếp tục mọi người. Điểm số hiện tại là 13-10. 14-10 luôn rồi. Như vậy chỉ còn 1 điểm nữa. 1 điểm nữa là Trọng Chiêm sẽ nâng cúp vô địch các bạn ơi. Liệu rằng V-Sport có lôi ngược dòng thành công hay không? Ta cùng chờ xem nhé. Phạt bóng không qua lưới. Điểm dành cho V-Sport 11-14. Bảo vệ đứng lên chuẩn bị manh tới. Y như rằng là như vậy. Theo nhận định của Nghĩa là bóng sẽ vào lưới là vô lưới luôn rồi. Kết thúc nha các bạn. Điểm 15. Như vậy thì đội Trọng Chiêm là đội vô địch nha các bạn. V-Sport dễ nhì. Ok man. Trọng Chiêm volleyball. Lâm cấp rồi anh em ơi. Lâm cấp anh em ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ thấy hay thì like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.